Hello, xin chào tất cả các bạn. Tôi đến từ trà đá Apex và hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn phân tích cặp tiền EURUSD nhé. Và đây đây chính là biểu đồ của cặp tiền EURUSD khung thời gian là daily. Thì hiện tại chúng ta phải xác định được xu hướng của thị trường cũng như cái vùng key level quan trọng để từ đó chúng ta có thể đưa ra các quyết định thật là đúng đắn khi giao dịch. Thì hiện tại tôi đang thấy trên biểu đồ của tôi có hai vùng key level ở khung thời gian là daily. Tại vùng đầu đầu à, tại vùng đầu tiên chúng ta xuất hiện là giá 3 lần phản ứng với vùng này và bật mạnh. Khung thời gian này rất dễ để bạn có thể xác nhận được key level. Tôi sẽ để đây là một vùng, và vùng thứ hai đây là vùng mà giá hiện tại nằm rất kề cận ở khu này. Đây là một lần phản ứng, đây là hai lần phản ứng và giá bật mạnh từ vùng này sau khi retest lại vùng này và bật mạnh lên, sau đó lại quay trở ngược lại phản ứng với giá một lần nữa. Tôi cho rằng đây là một quan trọng để có thể tìm lệnh mua và bán. Để biết thêm chi tiết về lệnh mua và bán, tôi sẽ đi sâu vào như sau. Chẳng hạn như đối với lệnh mua tại vùng này thì cái viễn cảnh mà lệnh mua đối với những trader mua vào có thể xuất hiện như sau. Họ có thể đẩy lên từ vùng này, sau đó cùng nhau hỏi lại và tiếp tục đẩy thị trường lên một lần nữa. Đấy là với xu hướng tăng. Còn xu hướng giảm thì nội trong tuần này hoặc tuần sau, theo quan điểm cá nhân của tôi thì nó sẽ break out và hồi lại retest cái vùng này một lần nữa trước khi tiến đến cái vùng tiếp theo. Đây là phân tích của tôi về khung thời gian daily. Nào chúng ta cùng xuống một khung thời gian thấp hơn nhé. Khung thời gian H4. Như đã nói trước, chúng ta đang ở một cái vùng mà giá có thể phản ứng rất là nhiều. Thì ở H4 chúng ta lại tìm thấy một cái vùng cản cực kỳ mạnh. Giá phản ứng như vùng này rất rất nhiều trong quá khứ. 2, 4, 6, 8, 10, 14 lần giá phản ứng. Và hiện tại giá chúng ta đang nằm chính xác ở vùng này. Vậy cái kế hoạch cũng như cái cách để mình giao dịch cái loại thị trường này là như thế nào? Ngoài ra cũng phải điểm qua một cái vùng tiếp theo là vùng trên này. Như tôi đã nói, đối với lệnh buy thì chúng ta sẽ chờ giá tiến đến vùng này hồi lại và chúng ta sẽ có một lệnh buy. Còn đối với lệnh sell, chúng ta không thể nào giao dịch ngay tại vùng này được, ở khung thời gian này. Chỉ có thể là chờ giá break out hẳn, quay lại retest và chúng ta sẽ bắt đầu tìm lệnh sell. Đó là cái kế hoạch về trung hạn ở khung thời gian H4. Nào cùng áp dụng những cái công thức chúng ta đã sử dụng trong những video lần trước vào việc phân tích giá hiện tại của thị trường này. Hiện tại tôi phải xác định xem thị trường đang là giá tăng, giá giảm hay dao động theo vùng. Hiện tại theo quan điểm cá nhân của tôi thì giá vẫn đang ở xu hướng giảm. Giá vẫn đang ở xu hướng giảm. Và tôi thiên về xu hướng giảm hơn là xu hướng tăng tại vùng này. Chúng ta sẽ cùng nhảy xuống một khung thời gian, đó chính là khung thời gian H1 để tìm key level. Hiện tại tôi thấy có 3 vùng key level giá như thế này. Thì kế hoạch trong tuần này chúng ta sẽ phải, đối với lệnh buy, chờ retest lại vùng này một lần nữa. Sau khi giá retest thì chúng ta sẽ nhảy xuống khung thời gian 15 phút. Không có nghĩa là bạn thấy một cái nến pin 3 ngay tại thời điểm này và bạn thấy giá phản ứng và bạn sẽ vào lệnh ngay đâu nhé. Không phải như thế đâu nhé. Vì khi giá tiến xuống như thế này, chúng ta đang ở một xu hướng giảm, bắt buộc chúng ta phải chờ một xu hướng tăng, sau đó hồi lại, và đó là thời điểm mà chúng ta vào lệnh. Hãy luôn vào lệnh buy trong một xu hướng tăng, chứ không phải vào lệnh buy trong một xu hướng giảm nhé, nhớ nhé. Đó là kế hoạch buy tại cái vùng key level. Đối với những bạn giao dịch ở khung thời gian thấp hơn, bạn cũng có thể tìm chọn giá khi giá quay lại vùng này. Khi giá quay lại vùng này, vì sở dĩ lý do tôi nói như vậy là vì chúng ta thực sự đã và đang ở một xu hướng tăng ở khung thời gian là M5 và M15, nên chúng ta có quyền
Hy vọng đây là một phục hồi tiếp theo và chúng ta sẽ có một giao dịch retest lại cái top này lần nữa trước khi chúng ta phán đoán thị trường sẽ quay xuống. Đó là cho hai vùng. Vùng đầu tiên là vùng này và vùng thứ nhì là vùng này. Hai vùng tiềm năng để có thể tìm được lệnh buy. Còn giá hiện tại thì tôi vẫn ủng hộ lệnh sell hơn. Hiện tại giá đang ở key level. Key level tôi thích lệnh sell hơn. Cá nhân tôi phải thừa nhận là tôi thích lệnh sell ở thị trường này hơn. Nên tôi sẽ phải chờ giá phản ứng từ vùng này để tìm lệnh sell xuống. Và tất nhiên nguyên tắc 3 bước lại áp dụng một lần nữa. Chúng tôi sẽ chỉ sell khi giá đang ở xu hướng xuống rồi, tức là giá hồi lại, và tại thời điểm này chúng tôi sẽ tìm sell. Sell quay lại test cái vùng này một lần nữa, hoặc là test vùng này, thậm chí là break out. Risk and reward, nếu break out có thể tương đương đến tầm R10, và nếu không break out mà test lại vùng này có thể dao động tầm R2 đến R4. Nên nhiệm vụ của bạn hôm nay là phải theo dõi giá tại cái vùng này. Và nếu giá có phản ứng, nếu giá thực sự có phản ứng với vùng này như thế này, thì hãy bắt đầu xem liệu rằng vùng này có thực sự là một cái vùng key level mà chúng ta an tâm vào lệnh hay không. Nhớ nhé. Và bài phân tích và video phân tích cặp tiền EURUSD của tôi lần này đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn ở video lần sau nhé.